Em gặp trường hợp mà em bị cộng đồng mạng tẩy chay hay chỉ trích gì đó, cho nên khoảng thời gian đó em nghĩ là em bị tổn thương rất là nhiều, cho nên là em cũng nghĩ là em là nạn nhân á. Nắng đó, nó xuyên vào trong cái giường của em thì em nói con ôi lại thêm một ngày nữa bắt đầu rồi đó hả, sao mà tự nhiên nước mắt mình nó cứ chảy xuống vậy hoài mà em không hề suy nghĩ một cái gì luôn, thì cái đó là kiểu là bệnh tâm lý. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Khỏe Đẹp 24 giờ, chương trình do báo điện tử VTC News thực hiện. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu diễn viên Khánh Vân. Xin chào quý vị khán giả của VTC News, em là Khánh Vân, diễn viên và hiện nay em mới tham gia bộ phim Trước Giờ Yêu đang được công chiếu ở ngoài rạp ạ. Hôm nay em rất vinh hạnh khi mà được mời tới tham dự chương trình của anh. Cơ duyên nào đưa em vừa đến dự án điện ảnh vừa ra mắt? Dạ thì là em được mời đi casting thử. Thì lúc đầu, ban đầu em cũng có xin phép được từ chối, tại vì em nghĩ là mình chưa có đủ cái khả năng để mà nhận những cái vai diễn có sự táo bạo hay là nhạy cảm hay gì đó. Tại vì em cũng là tay ngang qua á, chứ không phải là kiểu có đi học ở trong trường sân khấu điện ảnh ra, cho nên là em cũng khá là áp lực. Nhưng mà sau khi mà đọc kịch bản và được các anh chị đạo diễn trong ekip mời lên nói chuyện để mà làm tinh thần và các thứ, thì em thấy là cũng tập của em cũng không đến nỗi nào là quá táo bạo. Với lại một phần nữa là em cũng cảm thấy em có thể thử thách bản thân mình, tại vì vai của em cũng không có quá dài, cho nên mình không cần phải quá sức. Cái này em nghĩ chắc là mình sẽ làm được, nên em cũng muốn thử thách bản thân mình một xíu sau cái bộ phim đầu tiên mà em ra mắt khán giả. Nên em cũng muốn là sau này em quay lại màn ảnh thì mọi người sẽ không còn thấy em giống như Khánh Vân của cách đây 3-4 năm trước nữa. Em cũng muốn thấy một cái màu sắc nó trưởng thành hơn, nên em thử thách bản thân mình. Nên em có chia sẻ rằng là đây là một vai diễn mà táo bảo trong sự nghiệp đầu tiên của em đúng không? Dạ đúng rồi. Trong cái cảm xúc em như nào? Dạ lúc đầu thì em khá là lo lắng, tại vì nếu mà diễn những cái vai mà ngây thơ, trong sáng, dịu dàng thì em nghĩ dễ thôi, mình chỉ cần thơ thơ một xíu được. Nhưng mà vấn đề là cái hình ảnh đó nó đã gắn liền với em một khoảng thời gian quá là dài rồi, cho nên là cái vai này nó cần phải có nhiều cái yếu tố hơn về mặt tâm lý cũng như là khả năng diễn xuất, cho nên là em rất là áp lực. Em áp lực phiền đến cái mức mà trong cái quá trình quay phim đó, em tụt một phát gần 2 kg rồi. Quay một tuần em tụt 2 kg là vì em quá áp lực luôn. Nhưng mà thật ra thì lúc mà phim ra em cũng chưa hài lòng lắm về cái khả năng diễn xuất của mình, nên là em nghĩ là bản thân mình phải rút kinh nghiệm hơn rất là nhiều cho những cái dự án lần sau. Anh có đọc rất là nhiều bình luận trên mạng xã hội thì có một số ý kiến cho rằng là sau mắt biếc Khánh Vân không tìm được một vai diễn nào hay nữa. Khi mà em nghe được thông tin như vậy thì em đối diện với sự việc đó như nào? Thật ra là em thấy bạn ấy nói đúng quá, cho nên là em thấy cũng thấy bình thường. Tại vì nói đúng quá em đâu có gì phải buồn đâu, tại vì sau mắt biếc xong cái mọi người cũng quen với cái hình ảnh của em như vậy, và cái thời gian trước cái hình ảnh của em cũng như vậy. Đó cũng là một phần lý do mà tại sao ekip mắt biếc lại kêu em đi casting thử cái vai đó. Em nghĩ là không chỉ riêng một mình bản thân em đâu, mà tất cả các diễn viên trong cái dự án lần đó mọi người cũng gặp một cái áp lực là phải làm sao tìm một cái vai diễn nào vượt qua được cái dự án cũ đó. Nhưng mà mọi người cũng biết là để làm ra một cái bộ phim mà có sức ảnh hưởng như vậy là không chỉ riêng diễn viên tụi em, mà còn phải từ biên kịch, từ đạo diễn, từ tất cả ekip, rồi còn thiên thời địa lợi nhân hòa lúc đó nữa. Nên là để mà cho tụi em tìm được một cái vai diễn mà nó có sự đột phá hơn so với cái dự án cũ thì nó cũng khá là khó, cũng chưa biết được. Nên là em thấy cũng bình thường thôi mà mọi người. Với lại là cả sau cái đó em cũng toàn nhận được tất cả các dự án đều là vai 15, 16, 17 tuổi, đều giống y hệt với lại cả vai diễn trước của em. Nên là em kêu thôi, đã em đợi một cái vai diễn nào mà nó hoàn toàn khác
thì trước giờ yêu lại tới, nên là em cũng muốn thử thách bản thân mình. Em cũng không quá kỳ vọng vào 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 dự án, tại em làm cái gì em cũng sẽ nghĩ là ừ thôi nó tới thì mình đón nhận nó, vì nếu nó có thất bại hay thành công thì đó cũng là một cái bài học của mình. Cho nên là em chỉ nghĩ là cứ ráng hết sức có thể, xong rồi có gì đó mình và mình rút lại kinh nghiệm, mình học hỏi là sao. Cho nên là em thấy cũng bình thường, em lạc quan lắm. Nếu bây giờ anh nói là mắt biết cho em rất nhiều cơ hội thì có đúng không? Và cũng lấy của em rất nhiều cơ hội. Cụ thể như nào? Thì sau khi mắt biết xong thì tất cả các cơ hội, những cái dự án phim khác thì mọi người đều sẽ nghĩ những cái vai đó cho em là một mẫu hết. À, nên là em sẽ không có cơ hội để mà thử được những cái vai khác. Thật ra thì em cũng hay nói đùa với lại các biên kịch là khi nào mà cho em đóng một cái vai ác thì là ác đi. Tức là em không có quan trọng đóng vai chính hay vai phụ hay là vai như thế nào hết đó. Em chỉ muốn là mình được thử thách bản thân mình nhiều hơn. Tại em nghĩ nếu mà để mà làm một diễn viên giỏi thì tức là vai diễn nào mình cũng phải diễn được. Và cái cảm giác em thích nhất khi mà được làm diễn viên đó chính là mình được sống qua rất nhiều cuộc đời khác nhau mà mình chưa có bao giờ được trải qua hết. Nên là em kiểu em muốn được trải nghiệm nhiều hơn, em muốn được học hỏi nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì thành công không có biết quá lớn cho nên nó cũng trở thành một cái phần bị cản trở cho những cái thử thách của em như vậy. Thật ra là em muốn đóng vai ác này, xong rồi kiểu nhìn của con gái mà kiểu nhìn ở ngoài dễ thương ngây thơ nhờ trong rất là tâm cơ này kia nọ. Nhưng mà em vẫn chưa được có vai diễn nào giống vậy hết. Mọi người cũng chỉ là giống một cô gái, muốn em là một cô gái 15, 16 tuổi ngây thơ thôi. Em cũng khá là buồn. Em có phải là đang gặp áp lực rất là nhiều từ vai diễn gọi là đề đời đi ha? Thật ra là sau cái khoảng thời gian mới biết đó thì tầm 1-2 năm sau nữa mọi người vẫn nhắc tới em với cái tên gọi của nhân vật trong phim. Thì em hồi đó em cũng khá là khó chịu. Em cũng khá là buồn á. Nhưng mà về sau này em mà suy nghĩ là em cứ thật ra thì nhân vật đó, kiểu bộ phim đó cũng là một cái khoảng thanh xuân rất là đẹp đối đúng với rồi. Em cũng là một cái ký ức và một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời đối với em rồi, cho nên là ok em sẽ trân trọng nó, em sẽ giữ nó đó. Còn ví dụ như mọi người nào kiểu vẫn yêu thích nhân vật đó, kiểu vẫn muốn em mãi mãi là cô gái như vậy thì em sẽ tôn trọng cái quyền lựa chọn của mọi người. Còn sau này cuộc đời của em, sự nghiệp của em, những cái sự lựa chọn của em cho dù nó như thế nào cũng em cũng sẽ đã chọn rồi thì mình sẽ chịu. Vì sao mình cũng phải trưởng thành hơn mà. Vậy thì bây giờ mắt biết cho mình những cơ hội cụ thể như nào này? À dạ, nhiều chứ ạ. Như là kiểu em được đóng phim chung cùng mọi người, em được biết cái không khí ở ngoài đoàn phim là như thế nào. Rồi em được gặp gỡ và quen biết với lại rất là nhiều anh chị ở trong nghề mà mình cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà mình có thể gặp được họ. Sau mắt biết xong thì em cũng nhận được rất là nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng quảng cáo. Thì nó cũng rất là lớn hơn về mặt kinh tế, rồi về mối quan hệ. Rồi em cũng được học hỏi, trau dồi kiến thức rất là nhiều. Hồi trước là em có một cái góc nhìn rất là kiểu tiêu cực đối với giới giải trí. Tại vì em nghĩ trong này kiểu hào quang, hào nhoáng và kiểu mọi người đấu đá nhau như là trong cung đấu vậy đó. Nhưng mà thật ra khi mà em tham gia nghệ thuật rồi thì em gặp các anh chị nghệ sĩ, kiểu em lại có một cái nhìn khác, là em rất là thương mọi người. Thì kiểu mà nếu mà khán giả ngoài mọi người sẽ chỉ thấy được cái sự hào quang trên thảm đỏ, thấy được cái sự lộng lẫy và thành công của nghệ sĩ ở trên màn ảnh hay trên sân khấu, nhưng mà mọi người đều không có biết được là sau phía sau hậu trường á, mọi người rất là stress, rất là áp lực, rồi cũng rất là mệt mỏi, như là bao nhiêu năng lượng tích cực á là đều mang tới cho công chúng hết rồi. Nhưng mà kiểu chỉ cần xin người ta phạm lỗi nhỏ một xíu thôi là kiểu bao nhiêu sự tiêu cực là lại dồn cho họ. Hoặc là em đã gặp gỡ và tiếp xúc rất là nhiều anh chị ở trên sân khấu, ở trên màn ảnh, tay tiếp xúc với khán giả rất là vui vẻ. Nhưng mà phía sau anh thấy là kiểu họ sẽ ra lửa rất là mệt mỏi, nên kiểu em rất là thương á. Nên là khi mà em vào trong giới giải trí rồi, thật sự là em có được rất là nhiều bài học. Và mình cũng nhận ra được rất là nhiều là kiểu cũng không phải phù phiếm xa hoa như là những gì mà mình thấy qua TV, qua màn ảnh. Trước đây thì em tham gia Sau Nhập Ngũ ha? Dạ. Sau chương trình thì anh nhận thấy rằng là hình như em mất đi rất nhiều. Dạ. Mất nhiều mà được cũng nhiều. Thật ra thì lúc đầu mà chương trình phát sóng lên xong rồi và sau này có nhận được một cái sự tiêu cực từ khán giả sau một vài cảnh của em ở trên đó thì em rất là buồn. Em cũng giận chương trình nữa. Nhưng mà về sau này em suy nghĩ lại, em nghĩ là
Không, thật ra nếu như mà không tham gia chương trình em sẽ không có cơ hội được gặp Duyên, gặp chị Thư, chị Yến, chị Nhi. Em sẽ không có được những cái mối quan hệ thân thiết với mọi người cho tới bây giờ. Cho nên là em nghĩ là cái giá phải trả cho những cái mối quan hệ đó em nghĩ là xứng đáng. Cho nên là em cứ nghĩ là thôi, bây giờ mình được gặp các chị rồi, mình có bạn bè, xong vẫn giữ mối quan hệ chơi với nhau tới bây giờ là em rất là vui rồi. Với lại hơn nữa, nếu như em không tham gia chương trình đó thì em sẽ không bao giờ có những cái trải nghiệm ở trong quân đội, những cái bài học ở trong quân đội. Rồi em chưa bao giờ tham gia một cái chương trình nào mà kiểu em thấm đẫm tình yêu nước nước như vậy. Anh có biết được thông tin là sau nhập ngũ thì em sốc và dẫn đến trầm cảm? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì không biết là em đã vượt qua điều đó như nào? Thật cái thì đó không phải là do sau nhập ngũ đâu anh, nó chỉ là một phần thôi. Tại vì về còn phía gia đình của em thì mọi người cũng biết là trước em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, em cũng là sinh viên đại học thôi mà. Cái tự nhiên đùng cái em tham gia phim ảnh xong rồi kiểu trở thành diễn viên, thì mọi người đều mặc định là làm diễn viên hay là trong giới giải trí thì phải rất là nhiều tiền, rất là giàu. Nhưng mà mọi người cũng biết đó, lúc đầu em nói mới biết thì em chỉ là một cô gái vô danh thôi mà, cho nên là tiền cát xê của em cũng đâu có cao. Rồi em mới được mọi người biết tới thì tiền em đi đóng quảng cáo cũng không có được nhiều. Nhưng mà kiểu mọi người mặc định em rất giàu, cho nên là gia đình em cũng có xảy ra một vài chuyện không hay lắm. Thế nên là tất cả mọi thứ là kiểu được đưa lên mạng xã hội, và cộng với lại cái chuyện mà em trong sao nhập ngũ nữa, cho nên tất cả mọi thứ đó bị cộng dồn lại với nhau trong đúng một thời điểm đó, cho nên là em mới bị stress. Tại vì lúc đầu em cũng là kiểu hướng ngoại á, em rất là vui vẻ, em vô tư vô lo lắm, xong mà sau cái vụ đó cái em bị chấn động, nên là em bị kiểu bị stress một khoảng thời gian là dài, bị mất ngủ xong bị tiêu cực. Cái là em mới gặp bác sĩ tâm lý thì bác bảo em là bị rối loạn lưỡng cực. Dạ, giống như kiểu như hồi trước em tích cực lắm, em giống như một tờ giấy trắng vậy, không có gì hết trơn á. Thì khi mà có một cái vết nó in lên trên đó thì nó sẽ bị nằm ở đó hoài luôn. Dạ, còn ví dụ như là những người mà người ta bình thường, người ta hướng nội, người ta suy nghĩ nhiều hay người ta gặp nhiều chuyện á, thì trên cái tờ giấy của người ta sẽ có nhiều nếp gấp, nên khi có thêm một hai nếp gấp nữa đối với người ta nó không thành vấn đề, nó thành con người ta luôn. Mà còn đối với em á, bởi vì em mới á cho nên bị một cái gạch như vậy nên nó làm em bị chấn động một thời gian. Nhưng mà còn bây giờ thì em nghĩ là em không cần nói thì anh cũng sẽ thấy là bây giờ em rất là tốt, để em có thể ngồi nói chuyện với anh cũng như là trò chuyện với mọi người và các khán giả thì em rất là tốt hơn rồi. Em bị rơi vào cái trạng thái mà tiêu cực như vậy thì trong bao lâu? Em nghĩ là chắc phải gần tầm năm á. Dạ, tại vì trong em nhớ là khoảng mấy tháng trời em không có bước ra khỏi nhà. Và hầu như là ngày nào em cũng ngủ tầm 2-3 tiếng á, mà ngủ cái kiểu mà ngủ tỉnh á. Tức là mình ngủ nhưng mà mình chỉ nhắm mắt thôi, chứ mình vẫn nghe hết được những tiếng động xung quanh. Ở đây em cũng tắt mạng xã hội, em chỉ ở nhà em vẽ tranh, vẽ hoa, vẽ lá, xong em lại nằm. Xong đêm em lại mở mắt thao tháo lên trần nhà, mở mắt tới sáng luôn. Xong rồi đến khi nào mà nắng nó xiên vào trong cái giường của em thì em mới có ôi, lại thêm một ngày nữa bắt đầu rồi đó hả. Xong rồi tự nhiên nước mắt mình nó cứ chảy xuống vậy hoài mà em không hề suy nghĩ một cái gì luôn. Thì cái đó là kiểu về bệnh tâm lý. Nên là không, mà về sau này kiểu đến một khoảng thời gian mấy tháng sau thì em bị sụt ký do bị mất ngủ, nên là em bị tụt tầm khoảng 7-8 kg gì đó. Xong rồi người em hốc hác lắm. Cái lúc đó bạn bè em cũng hay qua chăm em. Dạ, xong rồi cũng nhờ có bạn bè, rồi cũng có nhờ có bố mẹ quan tâm kia nọ. Xong rồi nhưng mà quan trọng nhất là sau cái chuyện đó em nhận ra được là dù có vấn đề gì xảy ra thì bản thân mình cũng phải là người tự vượt qua nó, không ai giúp được mình hết. Cái khoảng thời gian mẹ vượt qua được đó chính là lúc mà em nhìn vô gương, cái em thấy trời sao mà ghê quá vậy, gì mà hai cái hốc mắt như con bên đai, xong da thì sạm đi, rồi gầy, xong rồi tóc thì rụng. Ở đó em nhìn vô gương xong mà em tự thấy bản thân mình xấu xí luôn. Em bảo trời, ở ngoài kia người ta không biết mình, người ta đã đối xử không tốt với mình rồi thì tại sao đến cả chính bản thân mình còn đối xử với mình như vậy nữa. Hay là từ sau cái chuyện đó thì em khóc quá trời luôn. Cái em nghĩ không, mình phải bản thân mình phải tốt hơn, mình không có được để bên ngoài ta đánh giá mình như vậy được, rất là yếu đuối, rất là vô duyên. Với lại em nghĩ là bạn bè em hay là bố mẹ em, tất cả những người xung quanh em, người ta đều có áp lực riêng trong cuộc sống, người ta đều mệt mỏi, nhưng mà
người ta còn phải gánh thêm cái sự tiêu cực của mình nữa, mà đó là những người mà ta rất yêu thương mình, tại sao mình lại phải mang cái sự tiêu cực đó cho người ta? Nên là em cảm thấy họ không có xứng đáng để nhận những cái sự tiêu cực từ mình. Nên là em nghĩ là chỉ có cách là bản thân mình phải vui vẻ và hạnh phúc, phải tốt hơn, thì những người yêu thương mình xung quanh người ta sẽ yên tâm hơn. Thì đó, cho nên là đó là lý do tại sao em vượt qua được, xong rồi em vui vẻ tới giờ. Cái phản ứng của ba mẹ như nào cái thời điểm mà em rơi vào trạng thái tiêu cực? Thực ra là ba mẹ em cũng khác với mọi người một xíu, đó là ba mẹ biết chuyện, xong rồi mẹ em cũng không có khuyên nhủ gì nhiều hết á. Tại vì mẹ em cũng biết là bây giờ cái sự việc nó đang rối như vậy á, mà cứ nói tới là mình sẽ rối hơn và mình sẽ buồn, mình sẽ nhiều khi mình sẽ bực mình, nó mình sẽ bị dội. Cho nên là đợt đó là mẹ em cũng không có nói gì hết, ba em cũng không nói gì luôn. Tại vì em với ba mẹ em sống xa nhau, mà đợt đó gia đình em đã có chuyện, cho nên là mẹ em không thể nào vào được. Hay là em vẫn ở một mình ở thành phố, là cứ mỗi ngày trước khi đi ngủ là mẹ sẽ nhắn tin là mẹ yêu con gái nhiều lắm, con gái của mẹ mạnh mẽ lên nha. Xong rồi sáng mẹ lại, con gái ơi dậy chưa, con gái nhớ ăn sáng nha, mẹ yêu con gái của mẹ nhiều lắm. Trời, ngày nào cứ mỗi lần mà em đọc tin nhắn của mẹ là em lại nước mắt nước mũi em chảy dàn dụa. Mẹ em không nói gì nhiều hết, mẹ em chỉ nói vậy thôi, thật là mẹ, ôi mẹ tin con gái của mẹ mạnh mẽ mà. Cái mỗi ngày mẹ em chỉ gửi cho em một cái tin nhắn, hai tin nhắn như vậy thôi. Xong rồi còn lại thì về sau này thì em mới biết là những cái ngày đó là mẹ em liên lạc với bạn bè em rất là nhiều, tại vì mỗi ngày đều có một người bạn qua chăm em. Xong mà mọi người cũng không khuyên, không nói gì em hết, mọi người cũng chỉ là dành thời gian cho em. Mọi người đi làm về thì mọi người qua nhà em, mọi người nói chuyện với em, ăn cơm, xong rồi nói những chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Cái mà mọi người giúp đỡ em được đó chính là mọi người chia sẻ cái thời gian của mọi người dành cho em. Còn lại là vấn đề của ai thì người ta phải tự giải quyết. Vậy thì em đã chữa lành cho tâm hồn mình như nào? Mất gần năm á. Dạ, em gặp bạn bè em đi chơi, em bắt đầu đi ra ngoài, em đối diện. Ví dụ như là hồi đó em không có sợ đám đông, nhưng mà sau khi cái sự việc đó ra, cái em bị cộng đồng mọi người công kích nhiều quá, cái là em bị sợ đám đông, nên là kiểu em chỉ cần ra ngoài đám đông thôi là kiểu tay chân em lạnh ngắt cười thôi. Hay là em luôn gặp là kiểu ai mà kiểu chỉ cần đi gần lại tim, mặc dù người ta không có ý xấu, ví dụ người ta thích mình đi thì người ta tới gần cái chị ơi, một cái là em giật bắn mình đi luôn, rồi sao kìa, em chỉ sợ lúc này em cũng nghĩ là người ta sẽ đánh mình á, là em sợ đến mức vậy luôn. Nhưng mà em đang nghĩ là em đã chọn cái công việc là em làm diễn viên rồi thì mình phải cố gắng vượt qua cái nỗi sợ đó. Nhưng cho nên là bây giờ em đã giảm đi được cái sự sợ đám đông hết rồi, chỉ cần là lúc nào cũng mới có trợ lý hoặc là chị quản lý, hoặc là chỉ cần em nhìn thấy được 1, 2, 3 người quen của em ở chỗ đám đông thôi là tự nhiên em yên tâm. Trời, là em mà xuất hiện đám đông ở một mình là em nhân chụp chuỗi vậy. Lúc nào em cũng kiểu sợ mọi người đừng ai nhìn em hết đi, kiểu vậy. Em rất là sợ cái mỗi khi mà có ai nhìn tới mình luôn á. Nhưng mà bây giờ thì em đỡ hơn nhiều. Xong rồi em đọc sách, em nhận ra được cái việc là đọc sách và cái việc học một cái ngôn ngữ mới, xong rồi nó giúp cho mình kiểu được quên già, với lại kiểu cảm giác bản thân mình tốt hơn. Cái việc học nó luôn làm cho cái bản thân mình cảm thấy là mình đang tiến bộ hơn, hay là mình đang tốt hơn, là mình mở ra được một cái tư duy khác, một cái khả năng khác của mình. Thì em thấy cái việc chữa lành bằng cách học đó là cái chuyện rất là tốt luôn. Em nghĩ là mọi người, nếu mà ai đang gặp vấn đề về tâm lý giống như em á, thì mọi người có thể học một cái ngôn ngữ nào đó khác để cho mọi người vừa quên đi thời gian mà vừa mở ra được thêm một cái khả năng của bản thân mình nữa, để cảm thấy bản thân mình không bị vô dụng á. Là em cảm thấy em thấy cái chuyện chữa lành đó cũng rất là ok. Em gặp những cú sốc như vậy thì có bao giờ em có ý định em bỏ nghề không? Dạ có, sau khoảng đúng cái khoảng thời gian đó là em sẽ suy nghĩ là em không muốn làm nữa. Là nhưng mà em được gặp các anh chị á trong giới giải trí, hồi đó em cũng khá là thân thiết với chị Dạ, chị Lâm Mỹ Dạ, xong rồi cả Hậu Hoàng, xong cả chị Nhi, cả chị Nam Thư, mọi người cũng đưa cho em rất là nhiều lời khuyên, rất là động viên. Mấy chị cũng kể ra những cái áp lực trong công việc mà hồi trước lúc mà mấy chị vào nghề mấy chị cũng vấp phải. Rồi tại vì tất cả mọi người trong nghề để mà tới được cái giai đoạn này, mọi người cũng trải qua rất là nhiều cái sự kiện chấn động còn hơn cái em nữa. Nhưng mà mọi người đó, thì em thấy ví dụ như là các anh chị nêu tên một số ngôi sao bây giờ đã mà đứng được ở cái vị trí đó, người ta cũng phải trải qua một cái khoảng thời gian kinh khủng chưa, người ta em thấy không, người ta kinh khủng không, áp lực hơn em mà người ta vẫn đứng vững và người ta tới được thời điểm bây giờ.
cho nên là bản thân em đã chọn con đường là để em phải mạnh mẽ lên. Em gặp mấy chị các em không vui hả, nếu mà em không làm nghề là sao em gặp được chị, biết đâu sau này sẽ có những người bạn tốt hơn, những người chị em thân thiết hơn, mà nếu mà em làm nghề em mới gặp được họ, còn nếu không làm nghề sao không gặp được họ đâu. Thế nên giờ đây kia sao em mất, nên em mới bắt đầu là kiểu em mới bắt đầu yêu cái nghề diễn viên này hơn, nên là em muốn học hỏi, muốn là kiểu mình tốt hơn để mà mình xứng đáng với lại kiểu tổ nghề đã chọn kiểu vậy. Em có nghĩ rằng là mình là một nạn nhân của bạo lực mạng? Dạ, cái khoảng thời gian trước thì em có nghĩ tới là em cũng là nạn nhân, tại vì thật ra là năm em đi học lớp 10 em cũng đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cho nên là khi mà về sau này nó có đại chuyện, nó quá nhỏ thôi, em còn quá nhỏ nên này em cũng quên rồi, cũng không có nhớ nhiều nữa, nhưng mà nó vẫn nằm ở một cái phần nào đó trong ký ức của mình, nó chúng là trở thành một cái vết sẹo nhỏ vậy đó. Nên là khi mà em gặp trường hợp mà em bị cộng đồng mạng tẩy chay hay chỉ trích gì đó, xong nó lại kiểu cái vết sẹo đó nó lại kiểu hằn lên, nó đậm nét hơn một xíu. Cho nên khoảng thời gian đó em nghĩ là em bị tổn thương rất là nhiều, cho nên là em cũng nghĩ là em là nạn nhân á. Dù sao thì em cũng đã gặp một cái vấn đề về tâm lý rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ nó không phải là một phần của cộng đồng mạng mà còn về phần về gia đình của em nữa. Cho nên là lúc đó em chỉ là bám víu vào cái lý do tại cộng đồng mạng như vậy thôi, để cho mình đổ thừa cho cái việc mà tâm lý mình không tốt, đổ thừa cho những cái sai lầm của mình. Tại vì trong khoảng thời gian đó, nếu như mà trong chương trình em không hành xử như vậy, em không trẻ con như vậy, thì mọi người đã không như thế với em. Cho nên là em nghĩ là cái khoảng này đó, tại vì em đổ lỗi cho, em bám víu vào một cái lý do nào đó để cho mình được tự an ủi bản thân mình đó. Còn bây giờ thì em nghĩ là sau khoảng thời gian đó, em nghĩ em không còn là nạn nhân của bạo lực mạng nữa. Tại vì bây giờ em thấy em rất ổn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Khánh Vân. Xin được chúc cho bạn trong thời gian tới, sự nghiệp của bạn sẽ luôn luôn được khán giả đón nhận. Dạ, em cảm ơn anh. Và em cảm ơn chương trình cũng như là quý vị khán giả đã dành thời gian để mà nghe cái cuộc trò chuyện của em với lại cả anh. Và em hy vọng là trong tương lai sắp tới em sẽ không phụ lòng tất cả các quý vị khán giả yêu quý em, cũng như là không phụ lòng anh chị đã mời em tới ngày hôm nay để có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu cùng mọi người. Hay là em chúc cho chương trình của mình cũng như là chúc cho tất cả các quý vị khán giả sắp tới lúc nào cũng khỏe mạnh và bình an và gặp nhiều được thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.